Từ từ đây á. Cho xe bác nha. Rồi. Bắt đầu không có xong. Có hẳn ổ đi. Chụp rất to. Bằng tự rửa mặt đấy. Đợi một chút là xay các bác ạ. Vòng bóc, vòng bóc luôn. Thôi được, cho đây xem một tí. Nhét đi. Ví này, đưa xử lý này. Cái ổ đấy, cây mít rõ to, không biết hôm mà ăn đem thì nó tự nó bay mất. Đấy rồi. Còn siêu nhân thì mình còn siêu nhân. Không đen đấy thì các giữ em sáng. Đốt các bác ạ, to quá đốt không để lại. Thôi cháy 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 cả. Thôi thế rồi. Nó mỏng cái đít rồi mà. Rơi ra nhé. Chọc được cái này nhé. Rơi, rơi hết rồi. Rơi chết. Chọc 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 ra. Đồng quần tù. Đồng quần vải. Ba tầng cơ. Kìa vẫn còn cơ. Gỡ hẳn ra đây à? Gỡ, 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 gỡ hẳn ra. Thế. Vẫn còn cơ. Gỡ ra để em nhấc cái cây ra đâu. Con mẹ sống rồi. Thử tiếp nhá. Thử tiếp đi, thử tiếp đi. Ê. Đây, đây. Ở đây. Một đồng vãi, ổ này đông vãi. Ngơ ngơ hết rồi. Nó còn dài tận đằng kia nữa. Được đầu này, nó sống, nó sống phân trong đầu này. Ủa, to rồi. Hai đây. Lửa rơi thì cậy, sợ cháy không? Chết. Ra ngoài gỡ đi. Gỡ đi làm quay. Này, không còn phải đánh được đâu. Phải đánh chắc lắm không được đâu. Cứ giữ ra ngoài, mày giữ mày chạy anh gỡ. Xong rồi, đi. Ra đi. Gỡ như nào? Từ từ lên nét này. Rồi rồi, các bạn. Này xem dập dập cái đoạn lửa lửa đi rồi. Ừ, đẹp.